với mẹ, rồi mình về mình lo cho mẹ. Nếu mình gạt đi ngoại quốc thì bây giờ về đây mình phải lo cho mẹ. Mình lo cái gì đây? Thì đạo Phật có ba cái hiếu. Một là tiểu hiếu, lo cho mẹ và ăn mặc ở bệnh đầy đủ thì không khéo thành bất hiếu. Nếu cho mẹ không quá thì nhàn tư duy bất thiện. Người nữ thì thường là đánh tứ sắc, người nam thì đá gà, đi coi đá banh bất tế, rồi chơi cái này cờ bạc đủ thứ hết. Thì vô tình mà làm cho mẹ hư, thì tiểu hiếu trở thành bất hiếu. Còn cái trung hiếu là do sắc thân, phải lo luôn cái tâm linh của cha mẹ nữa. Là khuyên cha mẹ ở không, cho mẹ đi Phật thất, cho mẹ gắn niệm Phật, mua máy niệm Phật về cha mẹ, thỉnh mấy ban hộ pháp, ban hộ điện về niệm Phật, thỉnh các sư về trai tăng. Nếu mà mẹ khỏe, mình chở vô tỉnh sáng nghe pháp, còn không khỏe, thỉnh trai tăng như vậy để cho mẹ nghe pháp. Thì đây là giúp cho mẹ về tâm linh. Đây là trung hiếu. Lo sắc thân vật chất, phải lo luôn linh hồn của cha mẹ. Rồi đại hiếu là mình phải xuất gia. Bây giờ không có một cha mẹ nữa mà có vô lượng cha mẹ. Ai cũng là cha mẹ mình hết. Cũng như bà đây là cha mẹ của tín chủ, mà cũng là cha mẹ của tôi. Cả cái con trâu, con chó, con heo, con gà, dịch cũng là cha mẹ của tôi. Bởi vì tôi nói nãy, khi mình chết cái xác thân thì cái linh hồn không chết. Cái bóng đèn nó đứt rồi, nhưng mà cái luồng điện linh hồn vẫn còn. Thì nó có thể phát hiện hình thức cái quạt máy, có thể phát hiện hình thức là cái bàn ủi điện, có thể phát hiện hình thức là cái radio. Thì cái bóng đèn, cái bàn ủi radio khác nhau, nhưng cũng cùng cái luồng điện linh hồn. Thành ra chúng ta có thể là trâu, là bò, là heo, là chó. Chúng ta phải dám nhìn nhận sự thật đó. Bây giờ là mình con của mẹ mình, nhưng kiếp trước biết đâu mình ông nội, ông cố, ông sơ của cha mẹ mình. Và mình có thể là con cháu chắc của cha mẹ mình. Mình có thể là chồng của cha mình, cha mình là vợ của mình. Mình có thể là vợ của cha mình là chồng của mình. Cuộc đời nó loạn luân như vậy đó. Cái luân hồi nó không kể được. Thành ra càng nghiền ngẫm thì càng muốn chấm dứt đầu thai. Thành ra tôi bây giờ chỉ có cái đầu thai là trên hết thôi, chấm dứt cái đó thôi. Và tôi đi giảng pháp, tôi cũng muốn cho Phật tử phải đạt tất quả nhập luân, tức là đi vào trung phẩm, thàm thánh động cư, không ở mà ở phương tiện hữu dư. Mà qua cái nhập luân thì khó khăn đấy, nhưng mà biết bền chí là mình cũng đi đến thôi. Thì đó là tôi nói những cảnh giới mà chúng ta phải đầu thai vào. Thì nhập lưu là thấy được cái sắc quẩn, thấy được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula. Còn người trời dục giới thì đè nén mà thấy. Còn nhập lưu là nhìn thẳng vào đó mà thấy. Tức là thấy cái tiến trình đi, biết đi. Chẳng hạn như mình sai, người ta nói mình sai. Như tôi nói nãy, mình không hiểu biết gì hết, đây là địa ngục. Còn người ta nói mình sai, mà mình vẫn là tiếp tục làm, đây là ngạ quỷ. Người ta nói mình sai, mình nổi sân, thì đây là xuất sanh. Người ta nói mình sai, mà mình tính ăn thua với người ta, chiến đấu với người ta là Atula ác phẩm. Còn nhập lưu thì thấy rõ cái tiến trình đó, lặng lẽ nhìn mình đi, lặng lẽ nghe người nói. Thì cái lặng lẽ này nó không liên can gì với cái sắc thân hết. Bây giờ tôi có cái tật xấu, tôi hay chửi thề. Thì khi người ta phê bình tôi thì tôi lắng nghe cái tiếng người nói, lắng nghe cái tiếng chửi thề của tôi. Thì cái lắng nghe này, nếu mà tôi chửi nhiều thì tôi biết nhiều, chửi ít thì tôi biết ít, không chửi thì tôi biết không có tiếng chửi. Cũng như niệm Phật vậy, khi niệm Phật mà tập trung vào đó, thì khi có tiếng múa lân, có tiếng giọng cổ, có tiếng ca nhạc, thì đây đó là tôi phải tập trung được con niệm Phật, tôi gạt hết những cái đó. Thì cái này kêu là nhất niệm. Mà tôi gạt không được, tôi mới niệm Phật 2-3 tiếng, có tiếng múa lân rồi tôi quay ra nghe múa lân rồi thì tôi không còn hỏi con niệm Phật nữa. Thì đó là tạp niệm. Còn bậc thánh nhân thì không như vậy. Bây giờ niệm Phật, tôi biết tiếng niệm Phật. Có tiếng múa lân, tôi nghe tiếng múa lân. Có tiếng ca giọng cổ, tôi nghe tiếng ca giọng cổ. Có tiếng ca nhạc, tôi nghe tiếng ca giọng ca tân nhạc. Nhưng mà tôi không chạy theo tiếng nào, tôi trở về những cái lặng lẽ. Khi tôi niệm Phật nhỏ tiếng, tôi biết nhỏ tiếng. Thì cái tiếng nhỏ chứ cái biết không có nhỏ. Khi tôi niệm Phật vừa vừa thì tiếng vừa vừa, nhưng cái biết không có gì vừa. Khi tôi niệm Phật thật lớn tiếng thì cái tiếng niệm Phật lớn chứ cái biết không có lớn. Một khi tất cả con niệm Phật im bặt đi thì cái biết cũng vẫn vậy thôi. Thì cái này chính là niết bàn, chính là cái bất tử của mình.
Nhưng mà khó làm à, nói là khó làm đấy. Thì nhập lưu họ nhận thấy cái đó thôi. Họ nhận thấy có bất tử trong tất cả mọi hành động, đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói là họ không bao giờ phê phán, không bao giờ thêm bớt cái gì hết. Thì tôi nói sơ thôi nha, muốn giờ đây rồi tôi không, thì giờ hết rồi tôi không thể dẫn kỹ được. Còn cái thứ hai nhất dẫn lại, nhất dẫn lại quả thánh thứ hai bắt đầu nghe cái cảm giác dứt trừ, làm nhẹ đi cái thọ quẩn. Nhập lưu thì dứt hẳn cái sắc quẩn, nhưng mà thọ quẩn vẫn còn. Nhất dẫn lại làm nhẹ đi cái thọ quẩn. Thọ quẩn là gì? Là cái vui, cái buồn, không vui, không buồn. Khi mình vui, mình biết vui, thì cái biết này không phải là cái vui. Và khi mình buồn, mình biết là buồn, thì cái biết không phải là buồn. Mình trở về cái biết thì cái vui buồn không có chạm tới mình được. Còn mình ở ngoài đời đó, thấy buồn thì mình tìm cách làm cho vui. Mình đi ca hát, đi uống rượu, đi cờ bạc để cho mất cái buồn. Rồi khi mình vui thì mình muốn nó còn mãi. Mãi vui muốn còn mãi, mà được còn mãi kéo dài thì tham. Mà không muốn nó còn mãi, nó không còn mãi nữa thì mình si, mình sanh. Còn khổ vậy, mình muốn hết cái khổ mà nó không hết thì sanh. Mà khi nó hết khổ mình đè nó xuống thì mình tham. Còn cái này không có muốn hết, cái nói làm sao cứ nhận y như vậy. Thì đây là quả thánh thứ nhị. Nhưng mà làm lắng nghe không có hết được. Lắng nghe những cái cảm giác đê tiện. Còn nếu nó rất cao thượng thì phải bất lai mới dứt hết. Còn A-la-hán dứt luôn tư tưởng, tức là tưởng quẩn. Dứt luôn mạt na là ý chí, dứt luôn cả một phần nhỏ vọng tưởng kiên cố, tức là ai là gia. Ê, tôi nói sơ thôi nha, cái này trong di thức nơi khó hiểu, thì đắc quả là thế là xong. Như vậy thì cái tiến trình của 15 hàng chúng sanh tôi đã giảm xong. Thì nếu chúng ta chạy theo tư tưởng thì gọi là ngũ âm ma, còn nhận ngay trong tư tưởng có cái bất tử thì đây là trí tuệ. Thành ra trí tuệ đó gồm luôn cả ngũ âm ma mà không hề dính mắc vào nó. Còn nếu chúng ta nhận sắc thân này là ta, thì chúng ta ở bốn đường ác. Còn nếu chúng ta nhận cái cảm giác là ta, thì chúng ta ở cõi trời dục giới và sắc giới. Còn dứt được hai cái sắc thân và cảm giác mà ở cái tư tưởng là ta, thì chúng ta ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Thành ra nhập lưu đó thì tương đương với người trời. Thành ra phải trở về người trời. Nhưng người trời nhập lưu khác nhau một trời một vực. Người trời nhận sắc thân là ta, còn nhập lưu thấy sắc thân không phải ta. Người trời thì dứt bỏ sắc thân nhưng mà còn nhận những cái sắc thân cao thượng, những cái chiếm hữu cao thượng. Còn trời dục giới thì nhận cái cảm thọ cao thượng do sơ thiền định di dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc là ta. Còn nhất dẫn lai và bất lai thì thấy nó không phải ta, là cái lặng lẽ nhận nó mới là ta. Còn tứ thiền nhận cái tư tưởng tứ thiền hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu là ta, là của ta, là tự ngã của ta. A lán thấy nó không phải ta, chính cái lặng lẽ, cái bất tử mới là ta. Nó tất cả được phát hiện từ cái bất tử, tức là cái chân tâm niết bàn. Thôi tôi giảng sơ thôi ha. Như vậy là xong phần thứ ba. Những cảnh giới lúc còn sống như thế nào thì chết chúng ta về cảnh giới đó. Thành ra đừng có quan, đừng có suy nghĩ về cái chết, mà cứ nhìn trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta sống sao là chết vậy. Nếu chúng ta sống mà chúng ta thích cờ bạc thì đến nhà kiếm không gặp thì vô sòng bạc.